Vui ngày phúc trọng đài ngày hôm nay. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời chú rể Duy Khánh, xin được trân trọng kính mời ngón tay trỏ của bàn tay phải vợ. Từ từ đã, từ từ vâng ạ, xin mời chú rể quyệt lên một chiếc bánh và đặt lên đôi môi của cô dâu Thùy Dung. Nhiều đã. Vâng ạ, chú, cô dâu cảm nhận đi ạ. Rất là tuyệt vời ạ. Còn cô dâu thì sao ạ? Xin mời. Vâng, xin mời chú rể lắc ạ. Lắc thân mạnh, lắc lên, lắc xuống, lắc ngang, lắc dọc luôn ạ. Vâng, hết công suất đi ạ. Vâng, xin mời vào đây một tràng vào tay cho chú rể đúng không ạ? Và cũng đã phải trải qua biết bao đêm trăng dài tìm hiểu thì hôm nay con thuyền tình của chú rể Duy Khánh Sánh Xuyên cùng cô dâu Thùy Dung đã chính thức neo đậu bến bờ tương lai hạnh phúc, và hôm nay được sự đồng ý của hai bên gia đình và cũng được sự cho phép và công nhận của chính quyền địa phương thì hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2019, tức ngày 18 tháng 11 năm Kỷ Hợi, là ngày lành tháng tốt mà ông bà đương vong tổ chức lễ thành hôn trăm năm chúc phúc lứa đôi bạn trẻ. Và cũng để cảm ơn đến toàn thể quý vị, cô dì, chú bác, anh chị, bạn trẻ, nam nữ thanh niên trong buổi trưa ngày hôm nay, gia đình cũng đã có chầu có nước. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta tự nhiên nâng cốc trà xanh cho ấm lòng chú rể và ăn một miếng chầu thêm đồ má cô dâu. Và để quý vị bạn chúng ta không phải chờ lâu hơn nữa, giờ phút này đây ban tổ chúng tôi xin được thay lời cho gia đình, xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn trăm năm chúc phúc lứa đôi bạn trẻ chú rể Duy Khánh Sánh Xuyên cùng cô dâu Thùy Dung trong buổi trưa ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Xin mời quý vị vào lên một tràng vào tay để chúc mừng đi ạ. Và cái đứa vị bạn cho dòng và kính mến, quý vị bạn về trở lại với một màn phá hoa rất là rực rỡ để khai mạc buổi lễ thành hôn trăm năm chúc phúc lứa đôi bạn trẻ. Và cái thưa quý vị bạn cho dòng và kính mến, và trước khi cô dâu Thùy Dung chính thức về với bến bờ tương lai hạnh phúc, và giờ phút này đây ban tổ chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ hướng mắt lên sân khấu và sẽ trở lại với vị đại diện bác trưởng đoàn phái đoàn nhà gái. Xin được trân trọng kính mời ông Viền sẽ trở về sân khấu là vị trưởng đoàn bác trưởng đoàn phái đoàn nhà gái, cũng có đôi câu phát biểu cũng như là chào cô dâu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác, anh em bạn bè, con cháu nơi gần xa, thưa toàn thể hội hôn, hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho phái đoàn nhà gái. Lời đầu tiên, thay mặt nhà gái xin gửi lời chúc lời chào tới toàn thể các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác, anh em bạn bè, con cháu nơi gần xa. Chúc cho buổi lễ thành hôn tại nhà trai được thành công rực rỡ. Thưa toàn thể hội hôn, trai lớn cả vợ, gái lớn cả chồng là quy luật, cũng là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ. Hai con chúng tôi, Duy Khánh, Thùy Dung, cũng có thời gian tìm hiểu chín chắn đủ mùi và được sự đồng tình nhất trí của hai bên gia đình giữa nhà trai nhà gái. Bước đầu, nhà trai đã có tổ chức lễ chầu cao báo lên tiên gia và tổ chức lễ kết hôn nên vợ thành chồng theo đúng pháp luật của nhà nước. Và tháng nhất, ngày lành tháng tốt, ngày 12 tháng 12 hôm qua, đã chân thành cảm ơn phái đoàn nhà trai đã cùng xuống hợp tác tổ chức thành công buổi lễ vô quy tại nhà gái. Hôm nay tại nhà trai, phái đoàn nhà gái chúng tôi rất vinh dự và xúc động được trao người con gái yêu quý của gia đình chúng tôi cho nhà trai. Con gái của gia đình chúng tôi vừa mới lớn, vừa mới trưởng thành, biết được 9 chưa biết được 10, biết ăn còn chưa biết cách nói, biết váy quần chưa biết cách mở,
còn phải học, phải dạy đủ điều. Vậy kính mong bên nhà trai luôn tạo điều kiện giúp đỡ, quan tâm với con chúng tôi, thương con Khánh thế nào cũng thương với con Dung của gia đình chúng tôi như thế, để hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm của một người con dâu, người vợ, người con của quê hương. Cuối cùng cũng chả biết nói gì hơn, hôm nay thay mặt gia đình nhà gái xin được gửi lời chúc, lời chào tới toàn thể các ông, các cụ ông, cụ bà, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc cho hai bên tham gia giữa nhà trai và gái luôn mạnh khỏe, cùng đoàn kết gắn bó hướng về tương lai hai con. Chúc cho hai con Di Khánh, Thùy Dung mạnh khỏe, hạnh phúc trăm năm. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và rất là cảm ơn những lời tâm huyết phát biểu cũng như lời chào cô dâu của vị trưởng đoàn Bắc trưởng đoàn phái đoàn nhà gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bạn trân trọng và kính mến, và thật là nhà anh nhà em thì đâu xa, bắc cầu duyên hải cho đôi ta lại gần, vượt qua hai họ phân trần để mà vun đắp cho chữ tình trăm năm. Mãn trầu phải nhớ đến vôi, khen ai nung nấu cho với tôi mặn mà, và đôi câu phát biểu gọi là để cho hai họ thuận hòa đôi bên. Và tiếp theo chương trình giờ phút này đây, ban tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện bác trưởng đoàn phái đoàn nhà trai là ông Xuân Quang sẽ trở về sân khấu và có đôi câu đáp từ cũng như là nhận cô dâu. Và xin quý vị vang lên một tràng pháo tay thật là rộn ràng vị đại diện bác trưởng đoàn phái đoàn nhà trai đi ạ. Vâng, trước tiên tôi xin thay mặt gia đình bên họ nhà trai được phép và được ủy nhiệm của ông bà Đương, hôm nay tôi được đứng lên trên sân khấu này để có đôi lời cảm ơn đến toàn thể các quý ông quý bà có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay để mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Vâng, trước tiên tôi xin phép được gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc cho toàn thể các cụ, các ông, các bà, các anh chị, cô dì, chú bác, các bạn nam thanh nữ tú cùng toàn thể các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ ông, cụ bà, các anh chị, cô dì, chú bác, các bạn nam nữ thanh niên cùng toàn thể các vị khách quý đã dành thời gian và ngọc để đến chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Hai cháu trong thời gian tìm hiểu và đến ngày hôm nay đã chín mùi và được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương cho phép hai cháu được nên duyên vợ chồng. Ban tổ chức cũng đã tổ chức rất là long trọng trong buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay. Hôm nay tôi được phép xin thay mặt gia đình xin một lần nữa cảm ơn toàn thể các quý ông quý bà đã có những món quà lời chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, tôi không biết nói gì hơn. Trước tiên đứng trên sân khấu hôm nay là đầy đủ các vị sinh ra cô dâu và chú rể. Tôi cũng mong muốn rằng hai cháu được trăm năm hạnh phúc và hai bên gia đình thông gia luôn luôn gắn bó keo sơn, là chỗ dựa vững chắc cho hai cháu trong suốt cuộc đời để xây dựng tổ ấm của mình. Và cũng khuyên, có đôi lời khuyên cho cô dâu chú rể rằng hãy nhớ và nâng niu những yêu thương của người làm cha làm mẹ, vì câu tục ngữ có câu nói rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, có tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đó là câu tục ngữ người cha người mẹ sinh ra để muốn nhắn nhủ cho con. Con ơi hãy sống hạnh phúc, và các con hãy giữ lấy, nâng niu lấy tình cảm của người cha người mẹ, và chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Và trong buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay, chúng tôi không biết nói gì hơn cảm ơn bên họ nhà gái đã nhiệt tình đưa dâu đến bên họ nhà trai chúng tôi. Họ nhà trai tôi xin cảm ơn đã có được người con dâu hiền thảo và xinh đẹp, và cũng mong rằng hai cháu được trăm năm phúc, chúc cho tình thông gia được bền chặt, và chúc cho toàn thể các quý vị có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm 2020. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những lời tâm huyết phát biểu của vị trưởng đoàn bác trưởng đoàn phái đoàn nhà trai. Và giờ bữa này xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta có thể tiến lên phía trước một bước và trao cho nhau cái bắt tay, những cái ôm thật là nồng thấm để thể hiện tình thông gia. Và xin quý vị vang lên một tràng pháo tay thật là rộn ràng cho hai bên gia đình được không ạ?
Và giờ vấn này xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta có thể đứng trên sân khấu đi ạ. Vấn này xin được trân trọng kính mời chú rể Duy Khánh Sánh Duyên cùng cô dâu Thủy Dung. Xin được trân trọng kính mời hai bạn giơ tay cầm tay nhau và tiến bước trở về ba tầng bánh cưới và cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Xin được trân trọng kính mời. Và với tầng bánh đầu tiên, bánh tình, bánh nghĩa, bánh phu thê, hai mái đầu xanh nguyện gốc thề xin mời. Và tầng bánh thứ hai, tay bưng điểm muối trên gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Và tầng bánh thứ ba, bánh này bánh nghĩa tánh tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này mới được cắt ra, sáng như trăng sáng giữa ta với mình và Dương Vy. Và lên một tràng vỗ tay thật là rộn ràng cho đến ngày bánh cưới đi ạ. Bây giờ xin mời cô dâu và chú rể chúng ta nán lại ạ. Nán lại chút rồi chứ. Vâng ạ, và số này và số phút này đây, ban tôi cũng trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai bạn chúng ta ấy làm những cử chỉ thật là thân thương để nhân đôi niềm vui ngày phúc trọng đại ngày hôm nay. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời chú rể Duy Khánh, xin được trân trọng kính mời ngón tay trỏ của bàn tay phải, vâng, từ từ đã, từ từ vâng, xin mời chú rể quyệt lên một chiếc bánh và đặt lên đôi môi của cô dâu Thủy Dung nhiều đã. Vâng, chú, cô dâu cảm nhận đi ạ. Rất là tuyệt vời ạ. Còn cô dâu thì sao ạ? Xin mời cô dâu tham lam hơn chú rể nữa. Vâng, nhiều nữa. Vâng, rất là tuyệt vời. Xin quý vị vang lên một tràng vỗ tay thật là rộn ràng đúng không? Vâng, rất là tuyệt vời rồi. Vâng, xin mời chú rể lắc ạ. Lắc thật mạnh, lắc lên, lắc xuống, lắc ngang, lắc rộng luôn ạ. Vâng, hết công suất đi ạ. Vâng, xin quý vị vang lên một tràng vỗ tay cho chú rể đúng không ạ? Xin mời chú rể bật năm đi ạ. Khép đôi mi cùng một sương, một hai ba nào, chuẩn bị nào, đây là nào, thức giấc chung một giờ khi hai ta chung một giờ. Mùa này hơi lạnh, hơi khó mà, xin mời chú rể lắc nó mạnh lên. Nước mắt rơi về sau, một đeo về mắt, sắp đông đá đến nào. Vâng, xin mời chú rể bật nắm, bật mạnh lên, khỏe lên nào. Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng, sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hai tay trong tay đắp đầy ly rượu tình yêu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bạn trân trọng và kính mến, và thật đúng là anh sẽ là dòng sông, còn em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, còn em là mưa bay. Anh sẽ là nắng mai, còn em là hoa cỏ. Anh sẽ là lối nhỏ và đưa em bước vào đời. Và quý vị, bạn đã và đang trở lại với cô dâu và chú rể đang tay trong tay đắp đầy ly rượu tình yêu ngày hôm nay. Vâng, rất là tuyệt vời và công vị. Và xin mời cô dâu và chú rể tiếp tục chai sâm banh thứ hai. Quý vị, cô dâu và chú rể xin mời hai bạn chúng ta hãy đong vào 6 ly rượu bên dưới đi ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể tiếp tục chúng ta đong đầy ly rượu bên trên đi ạ. Kính thưa quý vị, bạn trai dòng vàng kính mến, và cũng là đi khắp thế gian không ai thấp bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tất cả sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy che chở tới con. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời chú rể Duy Khánh Sánh Duyên cùng cô dâu Thủy Dung, xin được trân trọng kính mời hai bạn chúng ta nâng ly rượu lên và kính lên người làm cha làm mẹ của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, vào bên dưới chúng ta đi ạ. Ở bên dưới chúng ta hãy đong đầy ly rượu lên. Và khi khánh toàn đếm 1, 2, 3 bên dưới chúng ta nâng ly rượu lên để chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Với hai ly rượu trong anh này xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Xin mời hai bạn, xin phép hai bên gia đình cho cô dâu và chú rể chúng ta đến đứng lên phía trước và đứng giữa đây ạ. Xin mời hai bạn chúng ta hãy quay vào phía bên nhau. Xin mời hai bạn chúng ta ngoắc tay nhau để ra bôi ly rượu tình yêu ngày hôm nay. Đứng sát sát một chút đi ạ. Và quý vị bên dưới chúng ta chuẩn bị được chưa ạ? Khi khánh toàn đếm đến 1, 2, 3 ạ. Chuẩn bị nào, 1, 2, 3 xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng lên ạ. Chúc mừng ngày quốc trong hội trường ngày hôm nay, mắt mình say ạ. Và rất là tuyệt vời, và xin mời cô dâu và chú rể gia đình chúng ta có thể lên dưới. Kính thưa quý vị, bạn trân trọng và kính mến, với ly rượu xung quanh ngày hôm nay có vị đắng, vị cay, vị chua, vị chát, nhưng có vị ngọt, đó là gia vị tình yêu ban tặng cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa rất là ơn còn quý, và đặc biệt hơn là cảm ơn hai bên gia đình, và xin mời hai bên gia đình chúng ta có thể xuống phía dưới và đảm bảo tiếp câu chuyện của mình. Xin được trân trọng kính mời. Những ly rượu tình yêu ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình giờ phút này đây, xin được trân trọng kính mời em gái chú rể Duy Khánh là em Hà Hòa sẽ trở về sân khấu và có món quà lưu niệm để tặng chúc phúc cô dâu chú rể trong buổi trường ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời em sẽ trở về sân khấu.
Vâng, sau bên này xin được trân trọng mời em gái của chú gì. Và em sẽ lên sân khấu và có một quà lưu niệm để tặng lại chúc phúc cho anh chị. Xin được quý vị và trân trọng và kính mến, và trước sân khấu giờ phút này đây là em gái của chú rể Duy Khánh đã và đang có món quà lưu niệm thật là ý nghĩa để tặng chúc phúc của cô Thùy Dung trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời và quý vị. Vâng, và xin quý vị vang lên một tràng pháo tay thật là rộn ràng cho gia đình trong buổi trưa hôm nay ạ. Thưa quý vị, bạn chân dòng và kính mến, quý vị bạn về trở lại với em gái của chú rể Duy Khánh đã và đang có món quà lưu niệm thật là ý nghĩa để tặng chúc phúc cô dâu Thủy Dung cũng như chú rể Duy Khánh trong trưa ngày hôm nay. Và tiếp hành trình giờ phút này, xin mời toàn thể quý vị chúng ta tiếp tục hướng mắt lên sân khấu. Và chú rể Duy Khánh ơi, anh có thể là bờ vai vững chắc của em không? Em yếu đuối nên cần che chở, em hay vấp nên cần nâng đỡ, em dại khờ nên chẳng biết lo toan, em đem cuộc đời phó mặc cả cho anh, dấu đắng cay vui buồn đành cam chịu. Yêu thương ơi, chắc rồi anh sẽ hiểu, yêu em rồi anh sẽ khổ nhiều hơn. Và sau bữa nay xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ hướng mắt lên sân khấu và sẽ trở lại với chú rể Duy Khánh cũng như cô dâu Thùy Dung sẽ trao cho nhau cặp nhẫn tình yêu. Xin được trân trọng kính mời. Và sau bữa nay xin mời hai bạn chúng ta quay vào phía bên nhau và trao cho nhau cặp nhẫn tình yêu. Kính thưa quý vị, bạn trân trọng và kính mến, và kể từ giờ phút này đổ trở đi, đôi bạn trẻ đã chính thức chung một nhà, khép đôi bi chung một giường, mơ giấc mơ cùng một giấc. Và đây là tâm tư tình cảm bấy lâu mà đôi bạn trẻ đã hằng mong ước. Và hôm nay chiếc kỷ vật thiêng liêng là chiếc nhẫn cưới đã được cô dâu và chú rể trao tặng cho nhau vào ngón tay áp út, nơi có dòng máu chảy thẳng về tim mà tình yêu thường xuất phát từ nơi em nhưng bắt đầu từ nơi anh. Với một cử chỉ thân thương đầu tiên của cô dâu Thùy Dung đã làm cho trái tim Duy Khánh xao xuyến bồi hồi. Hôm nay chiếc kỷ vật thiêng liêng đã được cô dâu và chú rể trao tặng cho nhau, và xin quý vị va lên một tràng pháo tay nữa để chúc mừng hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, bạn trân trọng và kính mến, quý vị bạn vừa trở lại với đại gia đình đã và đang tổ chức lễ thành hôn trăm năm trước lứa đôi bạn trẻ. Và một nữa xin được thay lời gia đình xin chúc toàn thể quý vị, cô dì, chú bác, anh chị, bạn trẻ, nam nữ, thanh niên một buổi trưa sức khỏe vui vẻ tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Và một nữa xin thay lời anh em xin chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thủy. Và sau này xin mời hai bạn chúng ta có thể xuống bên dưới và lướt qua những đường cơ bản. À, quý nhân mời rượu, mời thuốc. Toàn thể quý vị, cô dì, chú bác trong buổi trưa ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời.